Đạo diễn Từ Phi, Lý Hàn Thao. Biên kịch Thạch Duyệt, Lâm Tư Di. Các diễn viên chính trong phim: Phạm Thế Kỳ trong vai Lạc Thu Trì, Lữ Tiểu Vũ trong vai Văn Nhân Tuyến, Tạ Bân Bân trong vai Hàng Như Tuyết, Nghiêm Y Y trong vai Triệu Thanh Hòa, Vũ Đình Nhi trong vai Văn Nhân Thù, Hoàng Tuyên Văn trong vai Phó Viễn Chi, Trương Thần Quang trong vai Văn Nhân Tịnh, Trương Kỳ Dục trong vai Tôn Tả Sương, Hoa Ngọc Kiệt trong vai Tôn Mộng Ngân, Hoàng Hải Băng trong vai Lộc Hàng Văn cùng các diễn viên khác. Bộ phim Chuyện Chàng Thi Sĩ, tập 3. Nếu như cô dám nói ra, ta có chết cũng không nói đâu. Cho nên đây mới là nguyên nhân khiến ngươi làm các đồng môn trong học viện xấu hổ sao? Xin lỗi, trước kia ta đã trách nhầm ngươi rồi. Học viện Trúc Tụ có tên gọi đẹp đẽ, học phủ đầu tiên của triều đại chúng ta, chẳng qua chỉ là dựa vào thân phận cao quý của học trò mà thôi. Ta vừa nhìn thấy thái độ của đám nữ sinh kia đối với cô là ta biết. 9 năm trôi qua rồi mà học viện Trúc Tụ vẫn như vậy, chẳng có chút tiến bộ nào cả. Sơn Quân, vậy tại sao sau này ngươi không đi thi nữa? Thi kiểu gì? Nhưng ta nghe phụ thân nói, các quan văn thuộc quan viên triều đình do tiến sĩ học viện dẫn đầu đang phổ biến một thứ gọi là gì đấy nhỉ? Là chế độ kỳ thi kỷ luật được thiết kế riêng dành cho con em những người bần hàn. Một khi thi đỗ thì cũng có thể vào học viện học, còn có thể cùng các đồng môn trong học viện tham gia khoa cử. Nếu như thực sự được triển khai thì Sơn Quân, ngươi có thể thực hiện ước mơ tuổi nhỏ của ngươi rồi. Nói thì dễ nghe lắm, nhưng đám quan lại tự phụ ấy làm sao có thể cho phép loại khác loài như ta lượn qua lượn lại trước mắt chúng chứ? Không nói nữa, ta phải nghỉ ngơi rồi. Vậy ta đi trước nhé. Đi đi. Sơn Quân, nếu như ngươi cần gì thì cứ gọi ta, hoặc nếu như ngươi sợ thì cũng hãy gọi ta. Lúc nào ta cũng có thể đến bên cạnh ngươi. Ngươi đến bên ta sao? Một thời gian trước đây khi ta đến tìm ngươi bầu bạn, ngươi sống chết không chịu, sao hả? Sao giờ lại trở nên nhiệt tình như thế chứ? Sơn Quân, ngươi đừng có trêu chọc ta nữa. Đi đi, về đi. Đừng ở lại làm trướng mắt ta nữa. Đằng nào cũng nhìn thấy rồi, cho bọn họ nhìn một chút nữa đi. Áp trại phu nhân mới của ta. Hả?
tướng quân, hàng 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 tướng quân. Phó Viễn Chi, hàng tướng quân, hàng tướng quân ngày ấy đẹp trai quá, các ngươi thấy sao? Không được, tuyệt đối không được. Ngươi nghe ta nói hết trước đã. Triều đình chưa có lệnh tấn công núi Đông Di, ta không muốn làm kinh động triều đình nên mới bí mật đến tìm ngươi. Vậy huynh đang dạy ta khi quân phạm thượng sao? Tuyệt đối không được. Hằng tướng quân, ngươi còn nhớ lúc trước ông nội ta cứu ngươi khỏi tay đám ngoại tặc, ngươi đã lập lời thề gì với ông ấy không? Ngươi nói với ông ấy, cho dù sau này gặp phải chuyện gì thì ngươi cũng sẽ đưa tay giúp đỡ, muôn lần chết cũng không từ. Nếu không phải do tình hình bất đắc dĩ thì ta sẽ không mở lời đâu. Giải quyết xong việc này, món nợ của ngươi với ta coi như đã trả xong. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bất cứ chuyện gì nữa. Núi Đông Di này ta chưa từng đi qua, nghe nói nơi này có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, người bình thường chắc chắn không vào được. Chuyện này ta đã sắp xếp xong rồi. Buông tay ra, buông ra. Nói ngươi là ai, sao lại trốn ở cửa nghe lén? Ngươi mau bỏ tay ra. Hàng huynh, mau thả quấy ra. Hai người biết nhau sao? Đây là đồng môn của ta, Triệu Thanh Hòa, và ta mời đến để giúp chúng ta. Vị này là Hàng Như Tuyết, Hàng tướng quân. Ngươi chính là Hàng Như Tuyết sao? Vừa xong ta đã mạo phạm rồi, nhưng đã là khách vẫn nên gõ cửa thì hơn. Tại sao phải trốn sau cửa mà nghe lén như vậy chứ? Phó Viễn Chi, người lưng không vác được, tay không nhấc nổi thì có thể giúp được cái gì chứ? Thanh Hòa đồng môn, ta nghe nói ngươi có năng lực xem qua là nhớ. Ta cũng biết ngươi là tỉ muội tốt của A Kính, vậy có thể nào nhờ ngươi nhớ lại bản đồ núi Đông Di không, để ta và Hàng tướng quân đi cứu cô ấy? Các ngươi muốn đi cứu A Tuyến sao? Được, đợi ta vẽ xong sẽ lập tức gửi qua cho ngươi. Được, cho dù như vậy, nhưng chỉ hai người chúng ta sợ là không đủ. Quân lính dưới quyền ngươi, người ông nội ngươi cứu là ta chứ không phải bọn họ. Hay là tìm sát thủ sang hồ đi cùng chúng ta? Chỉ là bọn họ đòi tiền công rất cao. Để ta nghĩ cách. Các ngươi đang cần tiền sao? Trần Thúc, đến đây. Thúc đặt dương xuống đi. Lui ra đi. Được. Không biết từng này có đủ không? Không đủ thì ta quay về lấy thêm. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong rồi. Viễn Chi, chúng ta xuất phát thôi. Được. Đưa mấy người này theo, liệu có đủ tấn công hang ổ lũ thổ phỉ đó không? Đây đều là binh lính bảo vệ văn nhân phủ của ta, ai cũng có võ công cao cường, đem bọn họ đi theo. Đa tạ văn nhân công, đa tạ thế bá. A Tuyến mà biết chắc chắn sẽ rất vui cho xem. Không được cho A Tuyến biết. Lần này ta hỗ trợ các ngươi đi đánh Sơn Trại, không được nói cho bất cứ ai, nhất là A Tuyến. Ta hiểu rồi. Bây giờ tất cả những người ở đây, mọi người chỉ có một thân phận, là binh lính bảo vệ học viện. Để giải cứu một đồng môn trong học viện là văn nhân Tuyến, nên đã theo ta lên núi Đông Di, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Lên đường cẩn thận nhé. Cáo từ. Chờ.
xảy ra chuyện gì vậy? Ồn ào quá. Bê cái này lên, đi theo ta. Đi, nhanh lên, Huy đi trước đi. Được rồi. Sao lại ồn ào thế? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Có chuyện vui đây, hỷ sự. Hỷ sự. Nhanh mặc bộ y phục này vào đi. Đúng đấy, ta... ta... Sơn Quân. Trong doanh trại thực sự có hỷ sự sao? Đúng vậy. Y phục đưa cô, tại sao lại không mặc? Sơn Quân, hôn nhân đại sự phải chú trọng tới việc hai bên đều bằng lòng. Nếu chuyện này mà để người ngoài biết được, ngươi đừng đừng là Đông Di Sơn Quân mà lấy một người vợ không xinh đẹp, sẽ bị cười nhạo đấy. Cho dù ta có lấy một con lợn thì cũng không có ai dám cười nhạo ta. Phu nhân của Đông Di Sơn Quân ta không dễ làm như thế đâu. Đi thay y phục đi. Sơn trại Đông Di, đến rồi, đến rồi. Tiểu nương tử đến rồi đây. Thật là xinh đẹp, đẹp quá, xinh đẹp quá. Tốt, tốt, tốt. Trong ngày xuân trời trong nắng ấm, trăm hoa đua nở này, chúng ta tụ họp lại nơi đây để chúc mừng ngày quan trọng nhất của Sơn Trại. Hay lắm. Tiếp theo, chúng ta xin mời phu nhân xinh đẹp nhất bước vào. Hay, hay lắm. Tiểu nương tử, nàng đẹp quá. Đáng đấy. Ta biết là ta không thể trở về nhà nữa. Quãng đời còn lại, nếu như vẫn có quãng đời còn lại, thì ta cũng vẫn muốn ở lại nơi đây. Vậy ta cũng đồng ý. Dù phải làm nô lệ, làm trâu làm ngựa, ta đều đồng ý. Nhưng nếu như ngươi muốn làm nhục ta, cầm dao làm gì thế? Chuyện gì vậy? Nếu như ngươi làm nhục ta thì tuyệt đối không thể. Ta có chết cũng không thể lấy hắn. Ngươi thành Thanh Châu lễ hội hoa thần mỗi năm một lần chính thức bắt đầu. Hay lắm. Hay lắm. Hay, hay quá. Ăn đi. Hay lắm. Hay lắm. Từ lại trước đây, có nằm mơ ta cũng không ngờ là mình sẽ sống chung với thổ phỉ, lại còn ăn đồ ăn của thổ phỉ. Nói không chừng bản thân cũng đã biến thành thổ phỉ cũng nên. Nếu để cha ta biết, ông ấy nhất định sẽ nói ta đã làm mất mặt nhà văn nhân. Nhưng nghĩ kỹ cũng thật kỳ lạ. Từ nhỏ ta đã không sống với những người khác trong nhà. Cha ta là quan văn có tiếng ở đô thành,
Mẹ ta trước khi xuất giá cũng là tài nữ nổi danh chốn đô thành. Tỷ tỷ ta càng không cần nói, ngươi cũng từng gặp rồi, học hành giỏi giang, lớn lên xinh đẹp, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Không giống ta, đoán chừng nếu đem ta so sánh với tỷ tỷ, có lẽ sẽ không ai thích ta đâu. Cô nói đúng. Nhưng nếu cô giống tỷ tỷ của cô, ta chắc chắn sẽ vứt cô xuống núi rồi. Cô uống đi. Ta không uống đâu. Vào ngày lễ hoa thần mà cự tuyệt rượu mời của người khác, đây chính là sự bất kính lớn nhất đối với thần linh. Được. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ giống bọn họ, đều là người của ta. Ta mời ngài thêm một chén. Nào nào, Sơn Quân, đây đây đây, nào. Được rồi, đi đi. Đi gì chứ, đi đâu cơ, đi đi. Tỉnh rồi à? Ta ngủ bao lâu rồi? Hơn nửa giờ. Hơn nửa giờ ư? Vậy mọi người đâu hết rồi? Sao không thấy ai vậy? Trong thành có lễ hội hoa thần, cho nên mọi người đi chơi hết rồi. Lễ hội hoa thần à? Như vậy thì ta cũng có thể đi đúng không? Đây là gì vậy chứ? Vì sao đầu lại đau như vậy nhỉ? Không có gì. Ngươi đi đâu đấy? Thay trang phục. Ngươi thay trang phục làm gì? Đi tham gia lễ hội hoa thần. Thay trang phục. Chắc là sợ chính mình bị nhận ra rồi, bị người ta đánh cho thì có. Sơn Quân, có thật là đi được không vậy? Người đâu? Rốt cuộc cái đầu này của cô mỗi ngày đều nghĩ những thứ đen tối gì vậy chứ? Ta... Đi thôi. Thanh Châu. Hay lắm. Hay lắm.
Con quân người nhìn đi, làm búa rối bóng. Lại một lần nữa. Lần cuối cùng. Hay, hay lắm. Được rồi, nào nào, đến đây. Mọi người nghe ta nói này, thật lộng lẫy. Trước tiên ta sẽ nói qua về quy tắc cuộc thi. Người trả lời đúng 10 câu đầu tiên sẽ có cơ hội bước lên xe hoa, đi tham quan du hành. Sơn Quân, ngươi giỏi nhất, nhờ cả vào ngươi đấy. Gió Tây thổi xào xạc trong vườn hoa, nhụy tàn hương lạnh, bướm khó đến. Là hoa cúc. Trả lời đúng rồi. Lợi hại, lợi hại. Sơn Quân, vì sao ngươi lại không trả lời? Mọi người đều trả lời đúng hết rồi, xe hoa cũng hết sạch rồi. Chỉ là xe hoa thôi mà, có gì hay mà ngồi chứ. Gió Bắc như nói được cốt cách của hoa mai, bình dị mà chẳng tàn héo. Hoa cúc. Sai rồi. Hoa đào. Sai. Hoa lê. Sai, sai. Hoa đỗ quyên. Sai, sai, sai. Là hoa mai. Trả lời đúng rồi. Được. Lại trả lời đúng rồi. Thật lợi hại. Đúng là không đơn giản. Quả là người có tài văn chương. Lợi hại thật đấy. Đúng vậy. Xem đề thứ ba nhé. Cái này có hơi khó một chút. Chẳng cần đến ngọn cờ, trước sau tòa nhà màu đỏ và màu xanh, lá cây bao phủ, hoa sen. Trả lời đúng. Lợi hại quá. Hay, lợi hại quá. Sau này chăm đọc đủ sách chính kinh một chút, ít xem mấy câu chuyện linh tinh đi. Ta... Được. Chờ đây đi. Tại sao? Ảnh hưởng tới việc trả lời của ta. Đề thứ tư. Mời ra đề. Màu hồng của hoa dễ phai như tình ý của chàng. Nước sông chảy mãi là nỗi sầu của thiếp. Hoa đào. Trả lời đúng rồi. Lại đúng rồi, đúng rồi. Lợi hại thật đấy. Quả đúng là. Xin hỏi quý tính đại danh của công tử đây. Tại hạ họ Chu tên Manh, còn có tên khác là Hả Lạc cư sĩ. Ngài chính là Chu Manh, Chu công tử đấy sao? Đại tài tử, đại tài tử. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Vậy sao? Tài tử Thanh Châu. Sơn Quân, đó không phải là lão thử với lão hổ sao? Đừng gọi. Tại sao chứ? Hai người họ cãi nhau to rồi. Đi thôi. Vị cô nương này, ngài không phải là vị Chu công tử lúc nãy sao? Tại hạ Chu Manh. Không biết cô nương có nguyện ý cùng ngồi thuyền hoa với tại hạ hay không? Ta sao? Thật sự có thể sao? Sơn Quân, không thể. Tại sao? Sơn Quân và phu nhân trùng hợp quá. Phu nhân. Thứ lỗi, tại hạ lỗ mãng rồi. Chu công tử, không phải như vậy. Ngài đợi một chút, ngài hiểu lầm rồi. Hai người đây là người định trêu ghẹo phu nhân nhà chúng ta đúng không? Hiểu lầm. Sơn Quân, khoan đã. Chu công tử, có vẻ ngài đọc rất nhiều sách thơ, là học được từ đâu vậy? Chê cười rồi, tại hạ gia cảnh nghèo khó, đều là tự học mà thành. Vậy ngài đã từng nghĩ đến chuyện thi cử đỗ đạt chưa? Con đường thi cử nơi nào cũng có chuyện bất công. Những người nghèo khó nơi biên thủy giống như ta tất sẽ phải chịu ánh mắt khinh thường lạnh lẽo. Có may mắn nhất thì chẳng qua cũng chỉ là trở thành môn khách của phủ đệ quan lại mà thôi. Thêm nữa chốn quan trường hiểm ác, ta sợ là không ứng phó nổi. Sở thích của tại hạ chẳng qua cũng chỉ là đọc sách mà thôi. Vậy Chu công tử, ngài thật sự định cả đời ở lại thành Thanh Châu này sao? Vậy sự tài hoa của ngài chẳng phải sẽ bị uổng phí hay sao? Ở lại quê hương cũng rất tốt,
không giấu gì các vị, ta đang gom góp tiền bạc, dự định sau này sẽ mở một phòng đọc sách tại Thanh Châu này, dạy học bồi dưỡng người tài, giúp những đứa trẻ nghèo khó có thể được học hành. Vừa rồi thật sự xin lỗi, không biết là cô nương đã có người trong lòng. Thật sự xin lỗi cô nương. Không sao đâu Chu công tử, người không biết không có tội. Chu công tử, tạm biệt. Có duyên sẽ gặp lại. Người... Mì Vần Thắn. Ông chủ, cho hai bát Vần Thắn. Hai bát Vần Thắn đến đây. Vần Thắn quang lý. Hai bát Vần Thắn của các vị. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn Sơn Quân. Đúng rồi Sơn Quân, ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Muốn biết sao? Gọi Lang Quân đi. Đó là ai thế? Đó là Đông Di Sơn Quân. Đông Di Sơn Quân. Trời ạ, thật không biết xấu hổ. Một mặt thì làm ác bá trong thôn, một mặt thì lại ép bách tính cung phụng cho bản thân. Ta không quan tâm trong lòng cô nghĩ cái gì. Bây giờ ta nói cho cô biết, đó đều không phải sự thật. Không có, ta không nghĩ gì hết. Ta đang nghĩ đến Vần Thắn thôi. Cô nương, xem ra cô là người từ nơi khác đến rồi. Đông Di Sơn Quân đây chính là thần bảo hộ của thành Thanh Châu chúng tôi đấy. Nhưng hắn không phải là thổ phỉ hay sao? Những năm trước, khắp thành Thanh Châu đều là thổ phỉ trộm cướp. Đó chính là bọn cướp từ bên ngoài đến. Trong thành lúc nào cũng là cảnh cướp bóc. Trời thì cao, hoàng đế thì ở xa, quan phủ lại chẳng có hành động gì, dẫn đến cảnh dân chúng lầm than. Nhưng 3 năm trước, Đông Di Sơn Quân đột nhiên mang theo một đám thuộc hạ tới, chiếm lại 18 trại thổ phỉ lớn nhỏ. Ngài ấy vậy mà đã đem tất cả đồ thu được, lương thực, chia đều cho tất cả người dân. Thật sao? Thuộc hạ dưới trướng ngài ấy luôn luôn lấy của người giàu chia cho người nghèo, trước nay chưa từng quấy nhiễu bách tính. Hoa thần ban cho chúng tôi sự sống, còn Đông Di Sơn Quân lại mang đến cho chúng tôi một chốn bình yên. Hai người họ đều là thần của bách tính Thanh Châu chúng tôi. Ông chủ, cho một bát Vần Thắn đến đây. Mời ngài vào trong ngồi. Được, mời. Đem cái vẻ mặt đáng ghét của cô thu lại cho ta. Hóa ra ngươi không phải là tên trộm cướp không có việc xấu nào là không làm. Ngươi là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Cô định đi đâu hả? Ta muốn qua đó xem một chút. Ai cho cô chạy loạn như vậy? Có phải ta tốt với cô quá, khiến cho bây giờ gan cô càng ngày càng lớn phải không? Sơn Quân, ta nói này, có phải ngươi thích thấy cảnh người khác bị ngươi làm cho tức chết, xong lại chẳng làm gì được ngươi không? Lúc chụp ta đi cũng vậy, lúc ép ta cùng ngươi uống rượu cũng vậy. Ngươi nói xem, trò đùa của Đông Di Sơn Quân ngươi có phải là có chút ấu trĩ không? Vậy sao? Nhưng cô có thể làm gì ta đây?
Điều luật thứ hai của sơn trại là không được tự ý rời khỏi sơn quân. Nếu không... Nếu không... Sơn quân, ta không dám nữa. Sơn quân, bỏ ta xuống đi. Cảm ơn ngươi, Sơn Quân. Thật sự cảm ơn ngươi. Mặc dù ngươi toàn trêu chọc ta, luôn luôn bỡn cợt với đời, nhưng ngoài cha, tỷ tỷ, Viễn Chi Thế Huynh, Lưu bà bà ở nhà bếp, nha hoàn tiểu thụ, trợ giáo Châu và ông lão khách dọn ra, thì ngươi là người đối xử với ta tốt nhất. Vậy đúng là ta nhận được sự yêu mến của cô rồi đúng không? Hôm nay là ngày mà ta cảm thấy vui nhất. Không có ai kêu ta không được cười to, không được chạy bước lớn. Còn nữa, ta có thể muốn làm gì thì làm, có thể ăn rất nhiều món ngon, chơi những trò thú vị. Quan trọng nhất là làm ngươi phải tốn kém rồi. Nếu trở về mà lại không vui như vậy, thì chi bằng ở lại sơn trại, sống cùng ta đi. Nếu cô đã muốn trở về thì ta cũng không cản cô, không cần thiết phải lén lút chạy trốn. Ta, Sơn Quân, ta thật sự không có chạy trốn. Vậy sao? Vậy thì ở lại đây làm áp trại phu nhân của ta đi. Giờ ta mới nhận ra đôi mắt của ngươi sao có thể đẹp như vậy nhỉ? Còn có bộ râu này nữa, nhìn là muốn hôn một cái rồi. Còn cả bộ ria mép này nữa. Đừng sợ, ta sẽ yêu thương ngươi. Để bà đây hôn một cái nào. Sao tự nhiên lại đỏ mặt rồi? Ta lúc đó có phải là ta uống rượu rồi? Sau đó nhớ ra rồi à? Xin lỗi, ta không biết là sau khi ta uống rượu sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Ta không cố ý bỡn cợt ngươi đâu. Xin lỗi. Ngươi muốn làm gì? Đến lượt ta bỡn cợt cô rồi. Sơn Quân, đó không phải là hướng của sơn trại sao? Ở yên đây. Sơn Quân! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Huynh có thấy Sơn Quân không? Lúc nãy có một đám người đến đây đốt lửa thiêu cháy sơn trại. Sơn Quân đã đánh nhau với bọn họ. Cái gì? Bây giờ đã đến cánh rừng đó rồi. Muội muội tiểu cô nương, hỏng rồi, lẽ nào là Thế Huynh. Huynh
Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không cần phải kéo dài thời gian, chỉ cần ngươi khoanh tay chịu trói, giao người ra đây, bọn ta sẽ không làm ngươi bị thương. Người bên cạnh ngươi lại không nghĩ vậy đâu. Sơn Quân, ngươi đã bị hộ vệ của học viện Trúc Tụ bao vây rồi, còn không mau giao A Tuyến ra đây. Hóa ra các ngươi là người của học viện, ngươi giấu A Tuyến ở đâu rồi? Cô ta đã là người của ta rồi, ngươi không quản được. Đuổi theo. Ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ngươi giao người ra, bọn ta sẽ không làm hại ngươi. Không được. Bọn ta đến để cứu người chứ không phải đến giết người. Hắn đáng tội chết. Ngươi mỗi ngày đánh nhau, trên tay đứng máu bao nhiêu mạng người, lẽ nào lại không nỡ giết một tên tổ phỉ sao? Đó là phụ chỉ, hắn chết là vì có tội. Ta không nói, bọn họ cũng sẽ không nói, sẽ chẳng có ai biết hết. A Tuyến, A Tuyến, A Tuyến, những ngày qua, muội đã phải chịu ấm ức nhiều rồi. Phó Viễn Chi, phía trước là kinh thành rồi. Hàn Mỗ xin phép cáo từ. Đa tạ Hàn tướng quân, mời. Xuất phát. Tuyến, uống một nước đi. A Tuyến, cảm ơn Thế huynh. Sau khi trở về từ núi Di Sơn, mỗi lúc nào cũng như mất hồn mất vía vậy. Là do bị dọa sợ rồi sao? Không có.
có phải muội vẫn tức giận về chuyện huynh không cứu muội? Xin lỗi, là do thế huynh không tốt. Muội không tức giận đâu thế huynh. Tỷ tỷ là đích nữ, đúng là quan trọng hơn muội. Vì vậy huynh cứu tỷ ấy trước cũng là lẽ đương nhiên thôi. Muội không hề tức giận. Muội đừng nói vậy. Trong lòng huynh, A Tuyến, dừng xe, mau dừng xe. A Tuyến, sao thế? A Tuyến, A Tuyến, cẩn thận. Cổng trời rộng lớn, chỉ có ta không thể bay. Sẽ không đâu. A Tuyến, muội làm gì vậy? Sẽ không đâu, hắn nhất định là đang lừa ta. Sẽ không, sẽ không, không thể nào. A Tuyến, sẽ không, sẽ không. Sẽ không đâu, hắn nhất định là đang lừa ta. Sẽ không đâu. Sẽ không đâu, không đâu. Hóa ra không phải là hắn đang lừa ta.